công khai giao dịch mua bán trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội Facebook. Một đôi nam nữ gồm Đặng Phan Công Dưỡng, 27 tuổi, trú quận Sơn Trà, và Nguyễn Thị Xuân Vân, 23 tuổi, trú quận Hải Châu, vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà phát hiện và bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, Dưỡng và Vân vốn là người yêu của nhau. Vân bị Dưỡng lôi kéo cùng mua bán ma túy và trực tiếp sử dụng tài khoản Facebook Công Dưỡng để liên hệ với người nghiện, người có nhu cầu mua ma túy. Sau khi thống nhất giá cả và địa điểm giao nhận, Vân phân công Phan Văn Tâm mang ma túy đi giao. Đến tối ngày 7 tháng 12, Công an quận Sơn Trà bắt quả tang Tâm khi đang giao bán ma túy cho một con nghiện trên đường Phạm Văn Đồng, thu giữ một gói ma túy đá. Khám xét nhà của Dũng và Vân, lực lượng công an phát hiện thêm hai gói ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Được biết cả Dũng và Vân đều từng có tiền án tiền sự, chấp hành xong án phạt tù chưa lâu thì lại tiếp tục tái phạm.